Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân liệt nửa mặt ngay trong buổi biểu diễn. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị liệt mặt khi đang đi hát. Cái này là một trong những cái tình trạng khá là phổ biến, không chỉ đối với những người bình thường mà đối với các cái ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng cũng bị rất là nhiều. Có thể kể đến như là ca sĩ Justin Bieber, ca sĩ Taiwan, ca sĩ Lô Hoàng. Liệt mặt hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là một trong những cái tình trạng thường là do các vấn đề liên quan đến tổn thương của dây thần kinh số 7. Dây thần kinh số 7 có hai phần, một phần nó nằm trong não chúng ta và một phần thì nằm ở bên ngoài, rất là dễ bị tổn thương. Đây là đường đi của dây thần kinh số 7, và dây thần kinh số 7 sau khi đi ra khỏi tuyến giáp bằng mang tai thì sẽ chia thành rất nhiều nhánh để chi phối cho tất cả các cái cơ của vùng khuôn mặt chúng ta. Vì vậy nên là dây thần kinh này nằm rất nông, rất dễ bị tổn thương. Đối với tình trạng của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gặp phải những triệu chứng là yếu tê bì một phần bên một phần hai mặt và yếu một chân của cùng bên. Ngoài ra bạn ấy còn bị mất vị giác và tê bì phần da. Ngoài ra thì còn có một số triệu chứng khác như là mắt nhắn không kín, khi ta nói chúng ta bị nó ngọng, hoặc là khi chúng ta ăn hoặc là uống thì sẽ bị chảy đồ ăn đồ uống sang một bên, yếu thị giác hoặc là giảm thị giác. Nguyên nhân của nó thì có rất là nhiều. Đối với trường hợp của bạn Nguyễn Trần Trung Quân thì bác sĩ thấy là bạn có gần như tất cả các yếu tố. Thứ nhất là bạn đang ở trong cái môi trường làm việc rất là căng thẳng, stress nhiều, mất ngủ nhiều. Ngoài ra thì lúc đi hát ở ngoài Hải Phòng thì thời tiết thì cũng khá là thấp. Một trong những cái vấn đề mà bạn phải gặp phải và cũng rất là nhiều các bạn trẻ khác gặp phải đó là khi chúng ta không chú ý đến cái lối sống lành mạnh, hay chúng ta ăn uống nghỉ ngơi không có giờ giấc. Để xử trí cái tình trạng này thì sau khi mà chúng ta gặp phải những triệu chứng đó thì chúng ta ngay lập tức nên liên hệ hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám. Đối với những cái tình trạng liệt mặt mà lâu dài hoặc là đã trở thành một trong những cái biến chứng với việc điều trị nội khoa nó không còn hiệu quả nữa, thì có một cái phương pháp chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp can thiệp ngoại khoa là đã được các đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ Gangwon nghiên cứu và phát triển qua hơn 10 năm, và hiện tại bây giờ thì tỷ lệ thành công rất là cao bằng cách sử dụng cân cơ đùi, và đây là một trong những cái phương pháp độc quyền. Và sắp tới bác sĩ cùng với ekip sẽ báo cáo kết quả của những cái trường hợp điều trị liệt mặt thành công tại bệnh viện tại hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc vào tháng 3 tới. Các bạn cùng đón xem bài báo cáo của bác sĩ nhé.